chân bước mà thôi. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc.
năm HC HDTN ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Ban chấp hành huyện đoàn Giao Thủy. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn thị trấn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh long trọng tổ chức chạy đua đoàn đội năm 2015. Trong giây phút này đây, đứng trước tượng đài là đoàn đại biểu thay mặt cho lãnh đạo địa phương cùng toàn thể các đồng chí và các em tuổi trẻ tuổi thơ trong toàn thị trấn long trọng buổi lễ viếng trước anh linh các anh hùng. Chắc giờ này đây các anh cũng mỉm cười như đang nghe những nhịp trống, những bước đi của các em trong đội hình diễu hành cùng dũng. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Ngọc Ánh, Ủy viên Ban chấp hành huyện đoàn Giao Thủy, Bí thư đoàn thị trấn Quất Lâm lên thắp trầm kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời các đồng chí trong chi đoàn Lâm Thọ thay mặt cho tuổi trẻ thị trấn lên tiếp ngọn lửa truyền thống. Xin kính mời các đồng chí. Thank you.
Đại biểu khách quý, các đồng chí đoàn viên thanh niên, em thiếu niên nhi đồng cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc đơn liên hoan văn nghệ đón Tết Trung Thu thành công, rực rỡ. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể quý khán giả kính mến, thế là một cái Tết Trung Thu thật vui vẻ và đầy ý nghĩa đã đến. Không khí Trung Thu đã tràn ngập khắp mọi nẻo đường quê hương cùng với niềm vui hân hoan của tuổi thơ. Không biết truyền thống Tết Trung Thu có từ bao giờ, nhưng cứ mỗi năm rằm tháng 8 đến, chúng ta lại nhắc nhớ nhau về sự tích chị Hằng, chú Quậy. Niềm vui của thiếu nhi chúng ta là được cùng các bạn đi rước đèn lồng, được bố mẹ mua cho những tấm bánh đặc biệt mang tên ngày hội tháng 8. Hòa chung với không khí tưng bừng phấn khởi và thật sôi động của thiếu nhi cả nước chào đón Tết Trung Thu, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Giao Thủy, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn Quất Lâm, hôm nay
tuổi trẻ đoàn thị trấn long trọng tổ chức đêm liên hoan văn nghệ đón Tết Trung Thu với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam phát huy truyền thống hiếu học, chăm ngoan, tiến bước lên đoàn. Kính thưa các quý vị, không tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ, không sự quan tâm nào to lớn bằng sự quan tâm của cha. Mỗi người con đất Việt chúng ta, dù có đi bất cứ nơi đâu, bạn vẫn có thể trở lại với chính ngôi nhà của mình. Thank you.
trình chính thức đã xong. Là tiếp theo chương trình khai mạc cho đêm biểu diễn kỳ lân của văn nghệ, xin kính mời tất cả. Xin chân thành cảm ơn các tập thể,
nhân dân trong một ngày tổ dân phố. Chúc toàn thể cán bộ nhân dân tổ dân phố Lâm Thượng mạnh khỏe, đoàn kết xây dựng Lâm Thượng ngày càng giàu đẹp văn minh. Chúc cho thành thu bản đồ năm 2015 đạt kết quả cao. Tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình tổng duyệt hôm nay. Xin chào. Xin được cảm ơn ông. Và ngay sau đây là đội nhân của tổ dân phố chúng ta đã được thành lập dưới sự tài trợ của anh Quyền, anh Nguyễn Văn Dũng và anh Nguyễn Tuấn Anh, biểu diễn cho các nghệ nhân xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu trình bày. Yeah.
xong và để tiếp nối chương trình, xin trân trọng giới thiệu một ca khúc trong album Tình ca Tây Nguyên. Ca khúc là giai điệu mượt mà, nói lên tình yêu quê hương đất nước. Ca khúc được mang tên Em Nhớ Tây Nguyên, được trình bày qua điệu múa của các em thiếu nhi trong tổ dân phố. Xin mời quý vị cùng đón xem. Các em đến dự với chương trình hôm nay, chúng ta vui mừng được đón ban thường vụ đoàn thị trấn đến chung vui cùng, và xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Ngọc Ánh, bí thư đoàn thị trấn, có bó hoa tươi thắm gửi tặng đoàn đội tổ dân phố Đông Thượng, và cũng kính mời đồng chí Trần Văn Du, bí thư đoàn tổ dân phố Đông Thượng lên nhận lãng hoa. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn đoàn thị trấn luôn dành những sự quan tâm đặc biệt cho đoàn đội Đông Thượng. Và ca khúc Làng Quan Họ Quê Tôi là một trong những ca khúc đó, đó là bài ca đi cùng năm tháng. Làng Quan Họ Quê Tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, nón quai thao nói gì người ơi. Đây là tác phẩm rất thành công của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.
xong cơ. Thank you.
2016, chi đoàn Năm Thượng nhờ sự hảo tâm của các quý ân nhân cũng đã chuẩn bị những phần quà cho các em thiếu nhi chăm ngoan vượt khó. Vâng, và xin nhờ cả những ảnh quay phim sẽ ghi lại những ảnh đẹp nhất của các em trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh Phạm Tiến Dũng và các em.
những cánh hoa ê ban tươi thắm vẫn nở khắp núi rừng. Cánh hoa xanh như cô giáo trẻ nằm nổi lên nơi vùng cao xa xôi vì đàn em thân yêu của mình. Đó cũng chính là nội dung của bài hát Cô giáo em là hoa ê ban do Tri đoàn Lâm Thượng trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Em cô gái nhen ngọn lửa
đây đời đây có thể tình yêu thương thì hãy qua hàng ngày sẽ gặp sẽ hàng một sớm ban lỡ trái chúc cho đêm ra mắt trong đoàn đội tổ dân phố Lâm Thượng đêm nay được thành công sức sỡ. Và để tiếp nối chương trình, sau đây là một vũ khúc té nước trên nền nhạc Thái, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.